Dự án cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt và giao cho chủ đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Hoàng Tín và Công ty Cổ phần Giao thông Hồng Hà thực hiện dự án. Điều đáng nói, để thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã ban hành quyết định thu hồi và cưỡng chế đất tới các hộ gia đình đang sử dụng đất nằm trong quy hoạch thực hiện dự án cụm công nghiệp. Đến nay, sau khi việc thu hồi cưỡng chế đất hoàn thành và giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án thì xuất hiện việc dự án bị biến tướng. Cụ thể, nhiều công trình nhà ở kiên cố được mọc lên, núp bóng nhà xưởng, chủ đầu tư cắt đất dự án ra làm sân bóng để cho thuê. Đồng thời, tại khu nhà hành chính đã tự ý xây dựng tầng tùm, xây tầng hầm đỗ xe dưới tòa nhà. Điều này hoàn toàn trái ngược so với quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ban ngành. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, tại hội nghị đánh giá quá trình hình thành và phát triển cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, có các lãnh đạo huyện Thường Tín như ông Phùng Văn Quốc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đông đảo lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo xã. Phát biểu trước hội nghị, ông Kiều Xuân Huy khẳng định việc xây dựng cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự là cần thiết nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp, góp phần giữ gìn, thúc đẩy sự phát triển làng nghề cơ khí, nghề mộc truyền thống, nâng cao giá trị sản xuất, nguồn thu nhập cho các hộ dân. Thế nhưng, dự án trên có đạt được đúng với những thành quả mà hội nghị trên đã tổng kết hay chưa? Hay thực tế là đang còn vô vàn những vi phạm khác nhưng không được nhắc tới? Thì hiện nay có 11 hộ là đang vi phạm về quy định trật tự xây dựng. Trong đó nó có hai hình thức. Một là cái mật độ xây dựng theo cái quy định của xây dựng. Và hai là nó không đúng với quy định, tức là cái diện tích người ta xây không phải nhà xưởng sản xuất mà là nhà ở. Thế còn về xây dựng thì đương nhiên chúng tôi cũng sẽ phải kết hợp, chứ không phải một mình ủy ban xã, sẽ phải kết hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện. Đấy, trực tiếp là trung đội quản lý trật tự xây dựng của huyện thường xuyên phối hợp để kiểm tra, và giữa ủy ban nhân dân xã cùng với đội trật tự xây dựng của huyện sẽ, nếu như có sai phạm, có vi phạm thì sẽ tập trung phối hợp để lập hồ sơ trình chủ tịch ủy ban huyện ra các quyết định xử phạt hành chính cũng như là các xử lý vi phạm. Dự án bị biến tướng không những trái với quy định của pháp luật mà còn có thể gây ảnh hưởng đến quá trình đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, bất công trong xã hội. Bởi với những hộ gia đình có đất bị thu hồi để phục vụ dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội nhưng lại phục vụ cho những mục đích cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất làm cơ sở sản xuất theo đúng mục tiêu dự án thì lại phải nhường chỗ cho những công trình vi phạm như nhà ở kiên cố, sân bóng vui chơi. Để làm rõ các thông tin, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín nhưng cơ quan này luôn tìm cách né tránh, lấy đủ lý do để không phải làm việc. Liệu dự án trên có phát huy đúng mục tiêu và phát triển kinh tế xã hội hay không? Trong khi Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín nhanh chóng cưỡng chế đất để phục vụ dự án thì với những vi phạm của dự án này lại không hề bị xử lý. Giá như Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cũng cưỡng chế xử lý những vi phạm của dự án một cách cương quyết và chóng vánh như lúc họ cưỡng chế thu hồi đất của người dân để thực hiện dự án thì tốt biết bao. Liệu có việc bật đèn xanh của chính quyền địa phương hay không? Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm vào cuộc kiểm tra, thanh tra dự án cụm công nghiệp làng nghề Văn Tự và xử lý những vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.